Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã xuất hiện trở lại sau đúng một tháng vắng mặt trên chính trường và viết được đăng trên trang Á Châu Tự Do. Chiều ngày 14 tháng 5 năm 2019, báo chí nhà nước đã đăng tải những hình ảnh cho thấy Chủ tịch nước kiêm Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng xuất hiện trở lại sau đúng một tháng vắng mặt trên chính trường. Theo mạng báo Sinh, ông Trọng có buổi họp với bốn lãnh đạo Đảng Cộng sản nhà nước, bao gồm Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, tránh văn phòng Trung ương Đảng. Các hình ảnh được đăng tải cho thấy cuộc họp diễn ra trong một căn phòng không xác định. Bức ảnh chụp cận cho thấy một sợi dây đai bất thường vòng dưới cánh tay của ông trọng. Đây được xem là cuộc họp bất thường chưa có tiền lệ được báo chí nhà nước thông tin. Trong cuộc họp, Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng yêu cầu Văn phòng Trung ương Đảng chủ trì, chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để tham mưu, đề xuất bố trí các công việc của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng và nhà nước bảo đảm các hoạt động của Đảng, Nhà nước thông suốt, nhịp nhàng hiệu quả. Hôm 14 tháng 4 năm 2019, xuất hiện tin đồn đoán ông Nguyễn Phú Trọng bị đột quỵ khi thăm và làm việc tại tỉnh Kiên Giang. Đến ngày 25 tháng 4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng gián tiếp xác nhận sức khỏe của người quyền lực nhất trong vị trí lãnh đạo Việt Nam hiện nay có vấn đề và khẳng định ông này sẽ sớm trở lại làm việc bình thường. Ông Trọng mặc dù được thông báo là trưởng ban lễ tang cố chủ tịch nước Lê Đức Anh nhưng cũng không có mặt trong sáng ngày mùng 3 tháng 5. Ông Trương Hòa Bình khi đó là trưởng ban tổ chức lễ tang đã sướng tên bà Nguyễn Thị Kim Ngân là chủ tịch nước Việt Nam. Ngày 7 tháng 5 vừa qua, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân cũng đã trả lời cử tri thành phố khẳng định rằng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ sớm xuất hiện làm việc. Bộ Chính trị có nên làm một Nguyễn Phú Trọng giả hay không? Càng dấu diếm càng bị phanh phui, sau nhiều lần lừa gạt nhân dân, Giờ liệu rằng Bộ Chính trị có dám làm một Nguyễn Phú Trọng giả mang mặt nạ silicon để đến ra mặt tại hội nghị trung ương người hay không? Chuyện này không phải là Bộ Chính trị chưa làm, mà họ đã từng làm vậy với Phùng Quang Thanh và Trần Đại Quang trước đây rồi. Ngày buộc phải có mặt ông Nguyễn Phú Trọng rồi cũng đến, ngày 16 tháng 5 tới đây sẽ khai mạc hội nghị trung ương. Việc này ra một con người giả tựa nhông trọng không hề khó, vì việc này công nghệ tạo mặt nạ silicon khá là hoàn hảo thế nhưng có thể tạo ra một hình dáng giả mạo ông trọng chứ không thể tạo được tiếng nói và thần thái của ông trọng được cái khó cho bộ chính trị hiện nay là hội nghị này ông nguyễn phú trọng là người chủ trì nếu nguyễn phú trọng không phát biểu thì thế nào nhân dân cũng khẳng định ông trọng đang xuất hiện ấy là giả cho nên đó mới là một bài toán nan giải khi nói dối thì chính quyền sẽ dùng hàng loạt sự dối trá để che đậy những trò nói dối của họ nhưng khổ nỗi nhân dân rất đông và tinh ý nên họ soi ra những trò lừa gạt này ngay mới cách đây có mấy hôm tại lễ hội hoa phượng đỏ hải phòng vtv đã dàn dựng một cảnh chiếu lại và họ gạt rằng đó là hình ảnh trực tiếp có sự tham gia của ông trọng nhưng sau đó cộng đồng mạng phanh phui cái trò dùng clip để ngụy tạo một show truyền hình trực tiếp sau hội nghị trung ương 10 này, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sẽ có nhiệm vụ trình Quốc hội phê chuẩn Công ước 98 vào ngày 29 tháng 5. Lúc đó ông Trọng không xuất hiện thì nhân dân sẽ nghĩ gì đây? Sát thời điểm hội nghị trung ương 10 diễn ra vào trung tuần tháng 5 năm 2019, báo đảng bất chợt ồn ào đưa tin về Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sẽ trình Quốc hội phê chuẩn Công ước 98 vào 29 tháng 5. Cũng bổn cũ soạn lại như trước ngày đám tang Lê Đức Anh, các báo cũng lên danh sách Nguyễn Phú Trọng có trong danh sách đoàn viếng ông Lê Đức Anh và chủ trì lễ tang. Trước đó đã ba lần, Đảng tìm cách định hướng cho dư luận về sức khỏe của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước đang phục hồi một cách nhanh chóng qua các kênh Bộ Ngoại giao và hai ủy viên Bộ Chính trị là Nguyễn Thị Kim Ngân và Nguyễn Thiện Nhân. Đảng vẫn không làm sao trưng nổi một video hay cho dù chỉ là một tấm hình về Tổng tịch, dù chỉ là ảnh Trọng đang ngồi trên giường bệnh. Cho đến nay, Nguyễn Phú Trọng đã vắng mặt một cách đầy nghi ngờ tại các sự kiện chính trị quan trọng của đảng như đám ma Lê Đức Anh, dù ông ta là trưởng ban lễ tang và kỷ niệm 30 tháng 4. Cái ngày mà Cộng sản gọi là giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, nhiệm vụ quan trọng thế mà lại vắng mặt thì chỉ có ông Trọng bị bệnh rất nặng hoặc là chết thì mới vắng mặt mà thôi. Hội nghị Trung ương 10 là một thách thức lớn hơn nhiều so với đám ma Lê Đức Anh bởi hội nghị này sẽ bàn về chuyện của những người còn sống sót và rất có thể sẽ làm nhân sự cho đại hội 13 với những vị trí then chốt trong bộ tứ hoặc bộ tam quyền lực nhất. Theo kế hoạch trước đây của đảng mà không tính đến rủi ro Nguyễn Phú Trọng bị đột quỵ, không lý do gì ông Trọng phải vắng ngoại trừ ông còn liệt giường hoặc đang sống thực vật như tin đồn. Hội nghị Trung ương 10 là đặc biệt cần thiết với Nguyễn Phú Trọng vì những lý do cũ như tính cần kíp phải duy trì chiến dịch đốt lò tiếp tục tăng tốc cơ cấu cán bộ cấp chiến lược để chuẩn bị cho đại hội 13 và những lý do mới hơn là cần có ý kiến chính thức của trọng về một số dư luận như ba công ước quốc tế còn lại về lao động, bộ luật lao động, luật về hội liên quan đến quan điểm của chính thể Việt Nam buộc phải nhượng bộ trước EU trước khi EVFTA được ký kết và phê chuẩn trong nửa cuối năm 2019. Nhưng có lẽ đặc biệt hơn cả là bàn về nội dung và công tác sắp xếp bầu đoàn thê tử cho chuyến đi Mỹ dự kiến sắp tới của Trọng theo như lời mời chính thức của Donald Trump. Hội nghị Trung ương 10, Nguyễn Phú Trọng có giống Nguyễn Bá Thanh. Hội nghị Trung ương 10, một sự kiện quan trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam mà rất thường là không thể vắng mặt Nguyễn Phú Trọng, sẽ diễn ra vào khoảng trung tuần tháng 5 năm 2019 và ngay trước kỳ họp quốc hội cùng tháng, liệu Nguyễn Phú Trọng có kịp hiện ra với tình trạng sức khỏe được xem là đã hồi phục và ổn định để hai tay gìn giữ một sơn hà như cử tri Trần Viết Hoàn được xem là một trong những gà đảng cứ mỗi khi diễn ra cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu quốc hội Nguyễn Phú Trọng trông mong. Vẫn biệt tích sự có mặt của Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Trung ương 10 là đặc biệt cần thiết vì những lý do cũ như tính cần kiếp phải duy trì chiến dịch đốt lò, tiếp tục tăng tốc cơ cấu cán bộ cấp chiến lược để chuẩn bị cho Đại hội 13. Bên cạnh đó là những lý do mới hơn cần có ý kiến chính thức của Trọng về một số dự luật như ba công ước quốc tế còn lại về lao động Bộ Luật Lao động, Luật về Hội liên quan đến quan điểm của chính thể Việt Nam buộc phải nhượng bộ trước Liên minh châu Âu EU trước khi EVFTA, Hiệp định Thương mại Tự do châu Âu Việt Nam được ký kết và phê chuẩn trong nửa cuối năm 2019. Nhưng có lẽ đặc biệt hơn cả là bàn về nội dung và công tác sắp xếp bầu đoàn thế tử cho chuyến đi Mỹ dự chủ sắp tới của Trọng, theo lời mời chính thức của Donald Trump. Nhưng kể từ sau biến cố ở Kiên Giang, Địa danh được xem là căn cứ địa cách mạng của gia tộc Nguyễn Tấn Dũng vào ngày 14 tháng 4 năm 2019. Ông Trọng đã biệt tích tại những sự kiện chính trị quan trọng như dịp lễ 30 tháng 4 mà chưa bao giờ ông ta để mất vai trò chủ trì của mình. Tại đám tang 3 ngày tháng 5 của Lê Đức Anh, viên tướng từng ra lệnh không được nổ súng, khiến cho toàn bộ bộ đội Việt Nam chết oan mạng trong trận Trung Quốc chiếm đảo Cạc Ma năm 1988 và gần nhất là buổi tiếp xúc cử tri quận Ba Đình Hoàn Kiếm vào sáng thứ Bảy ngày 4 tháng 5 năm 2019. Bất chấp trước đó Bộ Ngoại giao đã thông báo là Nguyễn Phú Trọng sẽ sớm trở lại làm việc. Còn Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội, thông báo rằng tình hình đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đang phục hồi sức khỏe nhanh chóng. Hội nghị Trung ương 10 là thách thức lớn hơn nhiều so với đám tang Lê Đức Anh. Nếu Trọng không thể xuất hiện tại Hội nghị Trung ương 10, khi đó, không chỉ dân chúng mà cả giới cách mạng lão thành và các quan chức trong nội bộ đảng hoàn toàn có thể nghi ngờ về việc Trọng không thể đảm bảo sức khỏe để ông ta có thể ngồi từ đây cho đến khi đại hội 13 diễn ra vào năm 2021. Từ đó sẽ xuất hiện những đòi hỏi cần phải minh bạch hóa tin tức về Trọng. Và chính Ban Bảo vệ và Chăm sóc Sức khỏe Trung ương là cơ quan phải làm nhiệm vụ này. Nếu Trọng không còn đủ tỉnh táo để leo lái con thuyền của đảng và dân tộc, thì phải bàn đến phương án nước không thể một ngày thiếu vua. Trọng vắng mặt, chuyện gì sẽ xảy ra? Vào năm 2018, chế Nguyễn Phú Trọng là người đã đặt ra quy định về các ủy viên trung ương và ủy viên bộ chính trị phải đảm bảo sức khỏe thì mới có thể tham chính. Thậm chí quy định này còn nêu rõ phải có sự xác nhận của Ban Bảo vệ và Chăm sóc Sức khỏe Trung ương đối với tình trạng sức khỏe của các quan chức cao cấp. Cần chú ý là quy định này được Thường trực Ban Bí thư ban hành và lúc Trần Đại Quang chủ tịch nước và cho tới khi đó đã nổi lên như một đối thủ chính trị khó nuốt của trọng, chưa rơi vào cái chết đầy nghi vấn vào tháng 9 năm 2018. Nhưng chính bản quy định về sức khỏe trên lại đang lóe cái lưỡi sắc lẻm thứ hai đối với Nguyễn Phú Trọng. Nếu buộc phải thừa nhận mình bị tai biến mạch máu não và thậm chí bị đột quỵ như quá nhiều dư luận trong nước và cả quốc tế dậy lên đồn đoán, thì Trọng sẽ bị bản quy định trên loại ra khỏi danh sách cán bộ cấp chiến lược cho Đại hội 13. Điều này khiến cho Nguyễn Phú Trọng không những mất hẳn tương lai tiếp tục ngồi ghế tổng tịch, mà cái ghế đó còn bị đe dọa bởi không ít đồng chí cấp dưới. Những người đang sẵn sàng tranh đoạt quyền lực nếu vua băng hà, hoặc là ốm liệt giường liệt chiếu nếu chưa chết. Có thể xem hội nghị trung ương người là thách thức rất quan trọng mà Nguyễn Phú Trọng phải hiện ra và phải vượt qua. Nếu ông ta còn muốn ngồi đến cuối đại hội 12, hoặc ít ra cũng có thể tồn tại trên cương vị tổng tịch mà không phải quá lo lắng cho cái ghế đó bị những kẻ khác xô xé. Nhưng nếu tình trạng sức khỏe của Nguyễn Phú Trọng vẫn phập phù, mà cụ thể hơn là vẫn không thể nói được hoặc không thể rõ ràng, không đi lại được hoặc đi không vững, liệu ông ta có mất tích tại Hội nghị Trung ương 10 theo cách trưởng ban lễ tang Nguyễn Phú Trọng đã không thấy tại đám tang Lê Đức Anh? Hoặc do chính yêu cầu của Trọng mà Hội nghị Trung ương 10 sẽ bị rời lại cho đến khi ông ta có thể đi lại được và nói năng được. Trở về dĩ vã Nguyễn Bá Thành, có một điểm trùng hợp thú vị vào cuối năm 2014, một hội nghị trung ương khi đó cũng mang số thứ tự là 10, đã phải rời lại đến khoảng một tháng rưỡi. Nguồn cơn sâu xa được ngầm hiểu là đảng cầm quyền rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan khi một mặt Liên minh Nguyễn Phú Trọng Trương Tấn Sang bị thủ tướng khuyên đảo quyền lực khi đó là Nguyễn Tấn Dũng tấn công áp đảo và liên tục. Mặt khác, ngôi sao đang lên Nguyễn Bá Thanh, cựu bí thư Đà Nẵng được trọng đưa ra Hà Nội làm trưởng ban nội chính trung ương, lại bị một căn bệnh lạ lùng và quái ác đến nỗi phải đi điều trị ở Hoa Kỳ. Mãi đến đầu năm 2015, khi Nguyễn Bá Thanh được cáng về Đà Nẵng trong tình trạng to khỏe mà có chi mô, nhưng sau đó âm thầm liệt đời. Hội nghị Trung ương 10 mới được tổ chức với một mục tiêu đặc biệt là lấy ý kiến thăm dò uy tín Tổng Bí thư cho Đại hội 12. Nhưng kết quả phiếu thăm dò trên vẫn không được công bố bất kỳ chi tiết nào cho tới nay. Trong khi đó, rất nhiều nguồn tin không chính thức đã cho biết Nguyễn Tấn Dũng mới là người xếp đầu bảng kết quả thăm dò uy tín tổng bí thư, còn Nguyễn Phú Trọng chỉ xếp thứ 8. Đáng chú ý là cho tới nay đã không có bất kỳ phản bác hay cải chính nào của các cơ quan đảng và chính quyền Việt Nam về những tin tức không chính thức đó. Cũng có một điểm trùng khớp thú vị khác là bầu không khí và những gì đã diễn ra trong kịch bản Nguyễn Bá Thanh dường như đang tái hiện vào năm 2019, ứng với cái tên Nguyễn Phú Trọng. Cũng bắt đầu bởi một biến cố, sau đó là sự kìm giữ bảo mật thông tin sức khỏe lãnh đạo cùng những lời bàn tán nổi lên mối nghi ngờ trên mạng xã hội và trong dư luận xã hội về tình cảnh gần đất xa trời. Ứng với trường hợp Nguyễn Bá Thanh, tiếp sau đó là sự xuất hiện của trang mạng chân Dung Quyền Lực, một bóng ma khủng khiếp đe dọa phần lớn ủy viên Bộ Chính trị và có những tin tức rất chi tiết về số chuyến bay, giờ bay đưa bệnh nhân Nguyễn Bá Thanh về Đà Nẵng. Liệu sẽ hiện ra một cái gì đó na ná như chân dung quyền lực ứng với trường hợp Nguyễn Phú Trọng? Phép thử sống còn. Đó là điều có thể xảy ra mà thực ra đã bắt đầu xảy ra ngay từ sự biến Kiên Giang. vài trang Facebook cá nhân có lượng truy cập lớn đã liên tục thông tin về tình trạng sức khỏe của ngài trọng. Những thông tin đó là chi tiết và rất có định hướng. Mà hẳn trọng nếu tỉnh lại thì phải nhận ra đó không phải là giọng điệu của thế lực phản động, mà thậm chí có thể là từ chính những đồng chí đang vây quanh giường bệnh của ông ta. Thời gian mà Nguyễn Phú Trọng phải kéo dài điều trị càng lâu, dư luận càng trở nên bất lợi đối với ông ta. Đang ngày càng rộ lên dư luận Trọng cố ý không chịu thông tin về cơn bạo bệnh của mình là nhằm duy trì cái ghế tổng tịch và không chịu rút khỏi danh sách cán bộ cấp chiến lược của Đại hội 13 cũng đang hiện ra ngày càng rõ những dấu hiệu thách thức từ ngầm đến công khai đối với quyền lực của bệnh nhân Nguyễn Phú Trọng trên mạng xã hội, trong giới quan chức cấp dưới và cả trong giới cách mạng lão thành. Hội nghị Trung ương 10 cũng bởi thế sẽ là một phép thử đầu tiên mang tính sống còn đối với sự tồn tại mong manh và có thể là cuối cùng của Trọng.